xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự và thế giới trong 24 giờ qua. Phi công Israel cứu hàng chục lính khi trực thăng bị Hamas bắn. Lực lượng Hamas cảm ơn ông Putin vì tuyên bố ủng hộ Palestine. Israel cảnh báo nghiền nát cổ máy chiến tranh của Hamas. Nga lắp đặt rào chắn ở lối vào vịnh Sevastopol ở Crimea để ngăn xuồng tự sát Ukraine hàng chục lính Nga bị đầu độc và tiêu diệt ở Mariupol. Con số tổn thất là điều cấm kỵ. Tuyên truyền Nga bị cấm đưa tin thiệt hại của Nga tại pháo đài Avdiivka sau sai lầm của giới chỉ huy. Đơn vị lính dụ tinh nhuệ Nga bị Ukraine bắt sống ở mặt trận Bập. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiên Lý chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Phi công Israel cứu hàng chục lính khi trực thăng bị Hamas bắn. Quý vị thân mến, lực lượng Hamas đã bắn trúng trực thăng Israel đang chở hàng chục binh sĩ đến tiền tuyến, nhưng phi công kịp hạ cánh khẩn cấp, cứu mạng những người ở trong. Phóng viên chiến trường Okhaller của Israel vào cuối tuần trước cho hay, thảm họa suýt xảy ra, nhóm Hamas bắn trúng trực thăng CH-53 Yasser chở theo hàng chục binh sĩ lượng đoàn dù trong lúc họ đang di chuyển đến Berry. Chiếc trực thăng bị tấn công khi Hamas mở chiến dịch đột kích chưa từng có nhằm vào lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10. Nhưng thông tin chỉ được công bố sau khi quân đội Israel gỡ bỏ hạn chế về đưa tin từ ngày 14 tháng 10. Heller chia hay, sau khi trực thăng trúng đạn, phi công đã tìm cách hạ cánh khẩn cấp xuống một bãi đất trống cho phép toàn bộ binh sĩ trên máy bay di tản trước khi nó bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Phóng viên này đăng kèm bức ảnh cho thấy xác máy bay CH-53 Yasuo cháy rụi trên cánh đồng, chỉ còn một số bộ phận rõ hình dáng như đuôi và cánh quạt. Chưa rõ, loại vũ khí được các tay súng Hamas sử dụng để tấn công trực thăng, nhưng truyền thông Israel nói rằng nó bị trúng đạn chống tăng ABC hoặc tên lửa chống tăng dẫn đường. CH-53 c Tonline là dòng trực thăng vận tải hạng nặng do tập đoàn Sikorsky Aircraft của Mỹ phát triển, có khả năng chuyên chở gần 40 binh sĩ hoặc 3,6 tấn hàng hóa ở khoang chứa trong thân. Yasser là phiên bản xuất khẩu dành riêng cho Israel dựa trên mẫu CH-53D, được đưa vào biên chế từ năm 1970. Trước khi nổ ra cuộc chiến vào ngày 7 tháng 10, không quân Israel vận hành tổng cộng 22 trực thăng CH-53 Yasser. Đây vẫn là dòng trực thăng vận tải hạng nặng chủ lực của nước này cho đến năm 2025, trước khi chúng được thay thế bằng phi đội CH-53K hiện đại hơn. Lực lượng Hamas cảm ơn ông Putin vì tuyên bố ủng hộ Palestine. Phong trào Hồi giáo Hamas bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Nga Putin về quan điểm mà ông bày tỏ sau cuộc tấn công của phiến quân vào Israel. Đặc biệt, nhóm cảm ơn ông vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm chấm dứt sự xâm lược của chủ nghĩa phục quốc do Thái đối với người dân Palestine. Hamas cũng lưu ý rằng Putin phản đối việc phong tỏa Gaza, ngừng cung cấp viện trợ nhân đạo và tấn công dân thường. Vào ngày 13 tháng 10, ông Putin cho biết tại cuộc họp của Hội đồng Nguyên tổ quốc gia CIS rằng cuộc chiến ở Trung Đông phải được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình. Kết quả của việc đó phải là việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô của nó ở Đông Jerusalem. Ông cũng so sánh việc phong tỏa Gaza với việc phong tỏa Leningrad trong Thế chiến thứ hai và gọi cách tiếp cận này là không thể chấp nhận được. Đồng thời, Putin thừa nhận Israel đã phải đối mặt với một cuộc tấn công chưa từng xảy ra trong lịch sử, không chỉ về quy mô mà còn về bản chất thực thi. Nhưng nói thêm rằng, lực lượng phòng vệ Israel đang đáp trả trên quy mô lớn và cũng bằng những phương pháp khá tàn bạo. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi hiểu logic của các sự kiện, nhưng bất chấp mọi sự thắt chặt từ cả hai phía, tôi vẫn tin rằng tất nhiên chúng ta cần nghĩ đến chân thường. Trước đó, viện nguyên thủ quốc gia nga cho rằng leo thang ở Trung Đông là hậu quả của sự thất bại trong chính sách của Mỹ vốn cố gắng độc quyền giải quyết cuộc chiến và không tìm kiếm những thỏa hiệp được cả hai bên chấp nhận. Trước đó, nga đã trình bày dự thảo nghị quyết trong đó đề xuất hội đồng bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông. Tài liệu nhấn mạnh sự cần thiết về bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo, giải phóng con tin và các điều kiện cho việc di tản dân thường. Nó cũng lên án bạo lực chống lại dân thường và các hành động khủng bố. Tuy nhiên, Hamas và các cuộc tấn công vào Israel không được đề cập trong dự thảo nghị quyết. Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzia, tuyên bố Nga sẵn sàng hòa giải trong cuộc chiến ở Trung Đông, nhưng cũng dùng ngôn ngữ tinh gọn và chỉ ra trách nhiệm của Washington. Như Nebenzia đã lưu ý, những gì xảy ra trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 là không thể chấp nhận được và Israel có quyền tự vệ. Nhưng Mỹ ở một mức độ lớn phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, bỏ qua bối cảnh của cuộc chiến. Israel cảnh báo nghiền nát cổ máy chiến tranh của Hamas. Đại sứ Israel tại Mỹ nhấn mạnh mục tiêu nghiền nát cổ máy chiến tranh của Hamas, nhưng khẳng định. Israel không có mong muốn kiểm soát giải Gaza. Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào ngày 14 tháng 10, khi được hỏi liệu Israel có kế hoạch kiểm soát giải Gaza hay không và liệu những người Palestine di tản khỏi khu vực này có được phép trở lại hay không, đại sứ Israel tại Mỹ Michael Hesrod cho biết, Chúng tôi không muốn chiếm hoặc tái chiếm Gaza. Chúng tôi không có mong muốn cai quản cuộc sống của hơn 2 triệu người Palestine. Ông Hesrod nói thêm, Chắc chắn Chúng tôi muốn mọi người quay trở lại nhà của họ. Chúng ta đang nói về những dân thường vô tội. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để dân thường không bị tổn hại. Trong khi Hamas khiến họ gặp nguy hiểm. Đó là tình huống mà chúng tôi đang gặp phải. Nhà ngoại giao Israel nhấn mạnh rằng, tôi nghĩ nói về vấn đề này vẫn hơi sớm vì việc nghiền nát cổ máy chiến tranh Hamas sẽ cần thời gian. Những câu hỏi bạn nêu ra là sắc đáng và tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải thảo luận với các đối tác cũng như cộng đồng quốc tế. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân ở phía bắc giải Gaza di tản về phía nam để đến nơi an toàn trước khi Israel mở cuộc tấn công tổng lực trên bộ. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Eden cũng khẳng định, Israel không quan tâm đến việc kiểm soát giải Gaza, nhưng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để loại bỏ Hamas. Bình luận của các nhà ngoại giao Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel không nên kiểm soát giải Gaza. Ông Biden cảnh báo việc Israel kiểm soát Gaza sẽ là một sai lầm lớn. Tổng thống Mỹ trước đó cũng kêu gọi Israel kiềm chế trong các hành động đáp trả Hamas sau khi lực lượng này tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào Israel. Các cuộc giao tranh dữ dội trong một tuần qua khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở cả Israel và giải Gaza. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan vào ngày 15 tháng 10, cũng cảnh báo về nguy cơ cuộc chiến lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông khi Israel tấn công Gaza. Ngũ giấc đài đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực phía đông địa Trung Hải, sát Israel. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu của Mỹ cũng được điều động tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Nga lắp đặt rào chắn ở lối vào vịnh Sevastopol ở Crimea để ngăn xuồng tự sát Ukraine. Ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Nga đã lắp đặt các rào trắng ở lối vào vịnh Sevastopol, bán đảo Crimea. Ảnh vệ tinh chụp vào ngày 13 tháng 10 vừa qua được nhà phân tích Brady Efrig của tình báo nguồn mở OSINT đăng tải trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, cho thấy rào chắn mới đã được lắp đặt ở lối vào vịnh Sevastopol. Ông Eric cho hay đây là hình ảnh mới nhất về rào trắng mà Nga đã đặt ở lối vào cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea để chống lại tàu tấn công không người lái của hải quân Ukraine. Các nguồn tin từ cơ quan an ninh của Ukraine ngày 14 tháng 9 cho hay, một tàu tấn công không người lái thử nghiệm của hai quân nước này được gọi là Sea Baby đã tấn công tàu tên lửa Samson của Nga gần lối vào vịnh Sevastopol. Sự cố đã khiến con tàu mất kiểm soát. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nỗ lực tấn công tàu Samson của Ukraine đã thất bại. Theo Masquerfa, Ukraine đã điều tàu không người lái tập kích tàu Salmon, nhưng nó đã bị phát hiện khi tiếp cận và bị phá hủy bởi vũ khí tiêu chuẩn của tàu. Ukraine sau đó cho biết lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào hai tàu tuần trang nga thuộc đề án 22160 và Sily, biệt cấp ở khu vực phía tây nam Biển Đen, gây thiệt hại đáng kể. Cuộc tấn công này có việc sử dụng tàu tấn công không người lái trên biển. hàng chục lính Nga bị đầu độc và tiêu diệt ở Mariupol. Tại Mariupol bị tạm chiếm, sự hoảng loạn đã nảy sinh trong số những người chiếm đóng do những cái chết bí ẩn ngày càng gia tăng. Quân đội của Nga đang bị đầu độc và thanh lý bằng nhiều phương pháp khác nhau. Điều này đã được nêu bởi Petro Andriyoshenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol bị tạm chiếm bằng cách công bố ảnh chụp màn hình, những lời phàn nàn của quân xâm lược trên mạng xã hội. Những người chiếm đóng cho rằng 26 binh sĩ của Nga đã bị tiêu diệt trong một tuần. Trong thời gian này, đã có ít nhất 3 trường hợp quân chiếm đóng bị tiêu diệt bằng cách này hay cách khác. Những người chiếm đóng Nga phàn nàn, vài ngày trước, những kẻ vô danh đã tổ chức một vụ đầu độc hàng loạt binh lính của chúng tôi, 9 người chết, 12 người khác phải nhập viện. Ngoài ra, hai cuộc tấn công vào doanh trại đã được thực hiện ở Mordovo trong những ngày gần đây. Trong vụ vừa qua, 17 binh sĩ thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Như vậy, trong thời gian qua, cộng thêm 26 binh sĩ liên bang nga đã được đưa đến nhà xác. Angereshenko gọi sự kiện này là một bản anh hùng ca riêng biệt của Mariupol. Ông Angereshenko nói rằng: "Hãy tính toán thêm. Tổng cộng trong suốt mùa hè và hai tháng mùa thu, lực lượng kháng chiến Mariupol đã tiêu diệt hơn 40 người chiếm đóng bằng nhiều cách khác nhau." Công số tổn thất là điều cấm kỵ. Tuyên truyền Nga bị cấm đưa tin thiệt hại của Nga tại pháo đài Adipka sau sai lầm của giới chỉ huy. Các phóng viên của quân đội Nga bị cấm phổ biến số liệu về tổn thất nặng nề của quân Nga trong cuộc tấn công vào Adipka. Các nhà tuyên truyền quân sự của Nga cho rằng, quy mô tổn thất của quân đội Nga trong cuộc tấn công vào Adipka là rất lớn, đến mức việc phổ biến chúng là điều cấm kỵ. Đại tá quân đội Nga Piotr Shuvalov, viết về điều này trên kênh Telegram của mình. Theo ông, lực lượng vũ trang Nga chưa bao giờ thực hiện các cuộc tấn công với quy mô lớn như vậy. Hơn nữa, sĩ quan của Nga lưu ý, cái giá phải trả to lớn của sai lầm vì bộ chỉ huy quân đội của Nga đã đặt hầu hết mọi thứ vào tình thế sẵn sàng cho cuộc tấn công. Đồng thời, bất chấp chủ đề cấm kỵ về tổn thất của Nga, quy mô chung của chúng đã được các sĩ quan quân đội và bộ chỉ huy Liên bang Nga biết đến. Ông Piotr Sovalov nói thêm rằng, con số tổ thất là điều cấm kỵ nhưng thứ tự của những tổ thất này đều được mọi người trong quân đội và tình hình hiện tại đều biết rõ hầu như mọi thứ đều đang bị đe dọa không có bí mật nào về việc này trước đó có thông tin cho rằng quân đội của nga đã tiến hành cuộc tấn công vào obukhov từ nhiều phía tấn công bằng những đoàn xe bọc thép lớn lực lượng vũ trang ukraine sau khi phát hiện sự tiếp cận của quân nga từ xa đã tiêu diệt những kẻ tấn công bằng pháo binh Tình hình gần Odessa đã bắt đầu ổn định, quân đội Nga vẫn đang tiến lên nhưng đã ngừng các cuộc pháo kích lớn vào thành phố. Chuyển sang một bản tin khác. Đơn vị lính dù tình nguyện Nga bị Ukraine bắt sống ở mặt trận Bóp Quân đội Ukraine tại các vị trí giải phóng gần Vorobov đã bắt sống được một nhóm lớn binh lính Nga. Một đoạn video ghi lại cảnh một nhóm lớn binh sĩ Nga bị bắt ở khu vực lân cận làng Verpup trên hướng Saborisia của mặt trận đã xuất hiện trên Internet. Quân đội Ukraine đã quay phim những kẻ xâm lược thuộc lực lượng dù và đăng tải khuôn mặt của chúng lên mạng xã hội. Một đoạn video được kênh Telegram Ukraine 365 đăng tải. Theo thông tin đến, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một vị trí quân Nga gần Verpup. Sau chiến dịch này, bắt giữ một nhóm người Nga thuộc Trung đoàn Tấn công Phòng không Cận vệ 108. Trong đoạn phim được công bố, Quân đội Ukraine lưu ý rằng những kẻ chiếm đóng bị bắt, bao gồm những người Nga đến từ Moscow và khu vực Moscow. Giao tranh ác liệt ở khu vực lân cận làng Phật Bóp đã diễn ra trong vài tuần qua. Người Nga liên tục chuyển quân dự bị cho mặt trận Zaporizhia, cố gắng kiềm hãm cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine và tộc mắt. Trước đó, các nhà phân tích cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể chiếm giao lộ chiến lược tốc mắt ở tỉnh Zaporizhia trong những tuần tới các nhà quân sự Ukraine và tình báo phương Tây tuyên bố rằng việc quân đội Ukraine đột phá tới giao lộ đường sắt quan trọng ở Tokmak, nơi bị người Nga chiếm đóng, là điều thực tế. Tokmak là mục tiêu chính của quân đội Ukraine. Việc lấy lại quyền kiểm soát thành phố này, vốn là một trung tâm đường sắt lớn, sẽ cho phép Kiev cắt đứt các đường liên hệ khẩu cường của Liên bang Nga với Crimea bị chiếm đóng và đất liền của Nga. Ngoài ra, sau khi giải phóng Tokmak, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể phát triển khả năng phản công. Điều này sẽ trở thành yếu tố quyết định trong cuộc chiến với Liên bang Nga. The Wall Street Journal của Mỹ cũng đã đưa tin về điều này. Ống Võng lưu ý rằng, các tên lửa tầm xa sắp được Mỹ chuyển giao sẽ giúp cho quân đội của Ukraine đạt được thành công. Chúng có khả năng tấn công các mục tiêu sâu phía sau phòng tuyến của Nga. ấn Võng khẳng định, hiện tại Donbass là trung tâm vận tải của quân đội Nga Giờ đây quân chiếm đóng đã bảo vệ thành phố bằng một tuyến phòng thủ bổ sung, thậm chí việc đưa nó vào tầm kiểm soát hỏa lực cũng sẽ làm phức tạp đáng kể việc cung cấp của quân đội Nga ở mặt trận phía Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.